đời biên cương đến nơi nào xa. Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lên. Nhân dân hy sinh anh em ơi, vì nhân dân quên mình. Còn về quốc chúng ta ở nhân dân mà ra, trở về bình trở về muôn thuở. Vâng, xin cảm ơn tất cả các đồng đội. Anh em đồng đội chúng tôi đã đúng ngày 30 tháng 6 77 năm 1977. Lúc đó thời gian báo cáo anh em là đúng mãi là thời gian thời gian cực kỳ của anh mà chúng tôi hay thấy lao miệng em hát bánh lắm tươi mua một bịch sau nó không đẹp em với em ra đây cùng kêu lầm tùy cái đánh ngân vang trong khi mà đôi tay mềm lưng uốn cong là bông nhịp nhàng ô nhịp nhàng anh đã nhìn thấy em cười tươi anh hát cười ôn nụ cười sao duyên ra la la luồn à với cô em sầm nữa mà có thương ai thì đợi chờ với cô em sầm nữa mà có thương ai thì đợi chờ mà đợi chờ anh em nhé người đẹp ơi anh về. Anh ca.
Chính vì cái kim thành tân thôi nhá. À thế giới thành tân đóng mối cùng với chúng tôi. Sau nhiều năm ta mới tổ chức được. Chúng ta lúc bây giờ không còn ngũ này nữa. Là đầy khốn khổ. Những người lính là có những người ăn nên làm ra những người thất nghiệp không nghề nghiệp. Ta phải làm như một tác phong người lính ngày trước. Trước như vậy có nhiều đồng chí phải dắt đi, phải dìu bước lên đây các đồng chí. Việt Nam và Campuchia có một số thì đi sang bốn môn hai. Có chương trình là tổ chức sẽ đi sang đất nước bạn, đi sang Lào. Buổi gặp mặt hôm nay thì đăng ký với tôi và chúng tôi sẽ điện tất cả các đồng chí đồng hương của chúng ta có một sức khỏe dồi dào, được gặp gỡ các đồng chí mà của những cái xã chưa tới, cho nên tôi thì quê ở Thạch Định. Chúng tôi nhập ngũ là lúc đó là vào đoàn 678, đoàn quân tình nguyện Việt Nam ở Lào, đóng ở 10 Hà Nội. Cái đoàn 678 từ khi 80 đến ở làm phó chủ tịch, tức là hai khóa ban chấp hành ủy viên. Hôm nay phát biểu các anh thì báo cáo anh là chia sẻ rồi động viên các anh. Chúng ta là một trong những cái hội tự nguyện. Các đồng chí chủ tịch về dự phát biểu động viên hội của chúng ta. Thay mặt cho toàn thể anh em, xin được cảm ơn đồng chí chủ tịch về dự phát biểu ý kiến xây dựng hội cựu chiến binh ở cơ sở luôn luôn trong sạch đồng chí. Cái nội dung chương trình gì đó không? Ba. Ở huyện đã một cái kỷ niệm 30 tháng 6 năm 77 là đến năm cách đây 4 năm 13 năm là ở bên chỗ phát triển tùng nên dự được khỏe tiền được. Nhưng mà ý của tôi đề xuất với đồng chí Lâm này này, bây giờ một ánh sao vàng rừng cứ tung bay rộn ràng và mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui Sài Phóng ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông vào rừng hôm nay Bác vui với hội toàn dân thành đồng đội sắm son đã vang khai hoàn ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương
điều tầm mà vẫn ngoan cường, dành một ngày toàn tháng đẹp quá. Thời rừng xa